Kênh truyền hình SCTV6, phim 360 hoàn toàn mới. Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam VPF mới đây đã đề xuất với Liên đoàn bóng đá Việt Nam phương án tổ chức thi đấu phần còn lại của mùa giải 2021 theo hình thức tập trung ở miền Bắc trong khoảng thời gian từ ngày 31 tháng 7 đến ngày 30 tháng 9 năm 2021. VPF đề xuất tổ chức vòng 13, vòng cuối cùng của giai đoạn 1 V-League năm 2021 theo hình thức như kế hoạch ban đầu. V-League chỉ đổi sang thể thức tập trung từ giai đoạn 2. Các trận đấu diễn ra tập trung trong điều kiện không khán giả ở 9 sân vận động: Hàng Đẫy, Cẩm Phả, Lạch Tray, Thiên Trường, Thanh Hóa, Việt Trì, PVF và Thanh Trì. Quỹ thời gian của V-League 2021 không còn nhiều do lịch trình thi đấu quốc tế của các câu lạc bộ như Viettel FC, Hà Nội và Sài Gòn FC tại các cúp châu Á và đội tuyển quốc gia Việt Nam tại vòng loại World Cup. Với mật độ thi đấu như vậy, câu lạc bộ Viettel sẽ phải có những tính toán hợp lý để đảm bảo giữ được thể lực cho các cầu thủ. Trong buổi họp trước giờ lên đường của câu lạc bộ Viettel có sự xuất hiện của những người rất đặc biệt. Họ là đại diện của hội cổ động viên đến tặng hoa và chúc đội bóng lên đường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm nay, do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid nên các vấn đề về di chuyển, ăn ở đều rất khó khăn. Thế nên, dù đã từng có kế hoạch tổ chức sang Thái Lan cổ động cho đội bóng, thì hội cổ động viên thể công Viettel đã phải dừng kế hoạch. Tuy nhiên, toàn bộ các cổ động viên sẽ luôn dõi theo từng hoạt động của các hậu duệ thể công trong lần đầu tiên được chơi ở giải đấu danh giá nhất châu lục, cấp độ câu lạc bộ. Hội cổ động viên thể công cũng không quá quan tâm tới thành tích mà hy vọng các cầu thủ sẽ chơi hết khả năng trước các đội bóng mạnh châu lục.